Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Auto Xanh Cần Thơ nha. Tiếp tục series nâng cấp ánh sáng thì trước mặt mọi người là một chiếc Mitsubishi Eastfox đời 2024 ha mọi người. Thì hôm nay xe này đến đây là để nâng cấp đèn gầm ha. Đây là cái đèn gầm zin của con xe này ha. Đó, đèn gầm zin của nó là đèn gầm LED nha mọi người. Và bộ bi anh khách chọn là bộ GTG G1 Turbo ha. Đây là bộ bi 3 inch. Đó. Là nó sẽ có cái hai cái đèn trợ pha trên đây ha. Đây là dòng vừa mới ra mắt của nhà GTG ha. Và đặc biệt anh khách anh sẽ lắp thêm cái bộ giải mã chuyển pha, chuyển cái pha xuống cái đèn gầm ha. Đây là cái bộ giải mã của mình ha. Thì mình sẽ lắp vô cái vị trí của đèn gầm zin đó luôn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ánh sáng của cái đèn gầm này ha. Đó mọi người thấy ha. Ánh sáng nó sẽ ở phía dưới này. Đó, ánh sáng khá là mờ và không được đậm ha. Này, tắt mở lại nó mọi người thấy ha. Và nó sẽ không có pha luôn. Thế này khi mình pha nó pha sẽ pha đèn trên hết mọi người. Nó cái đèn gầm của nó thấy không? Mọi người thấy đường cắt nó cũng không rõ nét luôn ha. À, mở lại cho mọi người xem nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái bi GTG G1 Turbo hay lên vô cho con xe này. Xbox này ha. Mọi người cùng chờ xem kết quả sau khi mà mình hoàn thành nha. Và đây là sau khi các bạn kỹ thuật bên mình đã hoàn thiện lắp bi gầm LED GTG G1 Turbo cho xe Mitsubishi Xbox đời 2024 nha mọi người. Đây mọi thấy ha. Nó sẽ phía dưới này nè. Mình thì cái mắt quỷ đổi màu này nè, nó sẽ có app ha để mọi người tùy chỉnh ha. Thì mọi người vô cái app này nó sẽ tự động kết nối nè, nó có thể chỉnh theo cái màu mình thích ha. Mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Và nó sẽ có chế độ nữa ha. Mình sẽ vào chế độ bên đây để mình chỉnh ha. Đó. Đó mọi người thấy ha. Nó rất là nhiều chế độ luôn. Đó. Mọi người thấy ha. Thì cái này mà mọi người có thể về nhà chỉnh theo cái màu mình tùy thích ha, hoặc là cái chế độ mình theo ý thích của mình ha. Thì đây là cái con đèn gầm zin của con xe này. Đây mọi người thấy ha. Nó chỉ là cái một cái cụm LED nhỏ như thế này thôi. Và công suất của nó sẽ là 8W này mọi người thấy không? Đây. 2V và 8W ha, 13.2V và 8W ha. Đó. Công suất cũng khá là nhỏ nên là ánh sáng nó cũng không có được sáng để mà hỗ trợ của mình như khi mà di chuyển trong đêm ha. Và bây giờ mình sẽ bật cái đèn gầm GTG G1 Turbo cho mình mọi người xem nha. Đó, ánh sáng rất là đậm và đều luôn ha. Đây là pha nè. Đây là cái ánh sáng của cái tầm trợ pha ha mọi người. Khi mà pha thì nó sẽ khi mọi người đá pha thì nó vẫn pha bình thường ha. Còn nếu mà muốn pha dữ á thì mọi người phải bật cái đèn trên. Đó mọi người thấy ha, cái tầm tròn hay tầm tròn màu vàng đây nè. Nó sẽ là cái tầm trợ pha của con combi này. Lúc đầu mình có chỉ mọi người xem cái chỗ cái tâm chợ pha đấy ha. Đây, ánh sáng rất là đậm và đều luôn ha. Nó sáng hơn cả cái đèn trên mọi người thấy ha. Đó, đây nè, tắt nè. Mọi người xem cái đường cắt của nó ha. Đây, đường cắt của con bi này rất là nét luôn ha. Mọi người thấy ha. Đường cắt của con bi này rất là nét luôn. Đây, mọi người thấy không? Các bạn kỹ thuật bên mình đã cân chỉnh cái bi vừa đủ tầm cái chiều cao của con bi gầm ha, nên đây không có bị không cần mọi người không cần sợ phải mà bị chói mắt người chạy ngược chiều nữa không. Đó. Đó đây thì nó sẽ bị chói nha. Mọi lên khỏi cái đường cắt nữa ha, mọi người thấy không? Nó không chói nha. Nó không bị chói nha. Đó. Và công suất của con bi này là công suất code của nó sẽ là 40W và pha của nó sẽ là 65W ha mọi người. Đó, pha. Mọi người thấy ha, ánh sáng rất là tốt luôn ha. Ánh sáng như thế này mọi người có thể di chuyển trong điều kiện thời tiết trời mưa rất là tốt luôn. Nó sẽ rất là bám đường và có thể mọi người cũng có thể đi di chuyển trong điều kiện thời tiết sương mù nhẹ cũng được ha. Ánh sáng rất là sáng luôn. Đó. Và nhiệt màu anh khách mình chọn là nhiệt màu 4300. Đó, nhiệt màu vàng nắng ha. Rồi, hiện tại thì con bi này đang có sẵn tại Auto Xanh Cần Thơ. Mọi người cần tư vấn gì về con bi này có thể liên hệ vào số điện thoại mình để dưới góc phải màn hình nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.